Rồi chào tất cả các bạn ha, mình đây là video đầu tiên cho năm 2018. Và ở video này á, thì đầu tiên mình muốn dành lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe và thành công tới tất cả những ai đã theo đã và đang và sẽ theo dõi những cái video trên kênh HP Photoshop của mình, thay mặt cho toàn thể anh em trong team HP Photoshop, team có mình. Được rồi. Trong video đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm AI để chúng ta chuyển từ cái hình bình thường, hình pixel thành hình vector. Rồi, thì ở những cái video trước á, mình đã có từng mình làm từng mình từng làm hai cái video cái cách để chúng ta chuyển rồi. Thì cái cách đầu tiên là chúng ta sử dụng cái action ở trong Photoshop này. Cái thứ hai là mình sử dụng cái vector magic, tức là một cái phần mềm riêng. Thì mỗi cái đều có nhược điểm cũng như là cái lợi ích chung, cái lợi ích riêng. Tuy nhiên là với mình vẫn còn một cách nữa, chúng ta sử dụng cái một cái phần mềm về vector ở trong bộ Adobe luôn. Đó là phần mềm AI, tức là Adobe Illustrator. Thì ở trong phần mềm AI này nó sẽ được một cái lợi, đó là khi mà ông ta làm rồi á thì mình gặp được rất nhiều câu hỏi, các bạn hỏi về cái vấn đề là làm sao để mà thiết kế ở trên Photoshop ha, ở trên Photoshop ha, thiết kế một cái kích thước cực kỳ lớn, ví dụ như một cái banner, một cái poster hay là một cái standee kích thước lớn chẳng hạn. Thế thì các bạn nói là làm cho trên Photoshop thì nó nặng quá, thì với những cái như vậy á, mình có giải pháp gì? Đó là AI. Thì ở trên cái AI này á, đầu tiên là cái quay trở lại video này là chúng ta phải chuyển được từ cái hình bình thường thành hình vector đã. Sau đó ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert, tức là chuyển đổi một cái file thiết kế ở trên Photoshop mà chúng ta chuyển thành AI. Rồi, ở đây mình sẽ mở một cái hình bất kỳ ha, như đây mình mở một cái hình logo của một người anh ở bên Hà Nội. Thì mình có làm cho ông về cái logo của cái câu lạc bộ game á. Thì đây các bạn thả kéo thả vô AI ha. Thì các bạn có thể thấy là cái giao diện của AI thì thoạt nhìn nó cũng na ná như là Photoshop thôi, thực tế cũng không có lạ lùng gì lắm. Thì đa số các bạn khi nếu mới chỉ biết Photoshop thì khi nhắc tới AI các bạn khá là sợ, lý do là vì hai cái cách hoạt động của hai phần mềm nó khá là khác nhau. Một cái là nó hoạt động dựa trên pixel là Photoshop, còn như kiểu cái AI này thì nó lại hoạt động trên path, tức là những cái đường vẽ. Thì nếu như chúng ta chỉ để đơn giản sử dụng như kiểu như này thì chúng ta không cần phải sử dụng gọi là kỹ thuật gì cao siêu lắm, các bạn có thể làm cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản trong những video mà mình làm nên là ok rồi. Thì đây cái giao diện chúng ta có cái phần canvas này, đây chính là cái canvas kẻ dưới ạ. Đó, đâu rồi, mình kéo này đi. Đây, cái này chính là cái canvas này, giống y chang canvas Photoshop vậy, như là những cái thanh công cụ ấy. Một số cái thanh này thì ở những cái phiên bản Photoshop CC 2015 trở về trước thì cái thanh này nó nằm ở trên ha, nó nằm ở trên chứ không nằm bên này. Nhưng mình đã sử dụng CC 2018 thì mình đã sử dụng ở bên này. Nếu như các bạn nào muốn sử dụng CC 2018 mà có bản quyền á, thì các bạn có thể vô fanpage của mình ha, vô fanpage của mình và vô fanpage.hpphotoshop.com hoặc là vô Facebook soạn Hoàng Phúc Photoshop, các bạn sẽ vô được cái fanpage của mình, hoặc lên Photoshop search HP Photoshop cũng ra thôi. Thì đây cái mình sẽ có bán cái bản quyền Photoshop và mới giá bản quyền nguyên bộ Adobe luôn với giá cực kỳ ưu đãi ha. Thì đây sau khi chúng ta làm chúng ta muốn chuyển cái hình qua thì chúng ta sẽ kéo cái hình nó vào trước, sau đó chúng ta di chuyển làm sao, ví dụ như là đây thì mình sẽ kéo bên này, kéo vô giữ phím Shift để chúng ta thu nhỏ nó lại sao cho nó vừa vào cái canvas, Shift Alternate để chúng ta thu gọn nhiều góc cũng được nè. Đây mình bấm Shift Alternate này đó, rồi cho nó vừa vào cái canvas của chúng ta. Nếu như hình nhỏ quá thì các bạn phóng lên. Tuy nhiên có một vấn đề là tại vì chúng ta đang sử dụng là hình pixel, thành ra nếu như các bạn sử dụng cái một cái hình mà nó nhỏ quá thì nó cũng không ổn lắm. Chúng ta cố gắng sử dụng cái hình nhiều hơn. Tại vì thế này, đây khi mình zoom vào ha, các bạn để thấy đây, ví dụ zoom cái chữ đi. Đó, các bạn để thấy này. Đây là cái hình mà kích thước của mình khá là lớn, nhưng mà khi zoom vào chúng ta có thể thấy những cái vùng chuyển kiểu như thế này. Nếu như các bạn sử dụng hình nhỏ ha, các bạn kéo thả vô, các bạn buộc phải phóng lớn ra, hoặc là bản thân cái hình nhỏ hoặc là chất lượng thấp đi, thì ở những cái vùng mà nó biên như này cái pixel của nó không có được sắc nét ha, và khi chuyển á thì nó sẽ AI nó sẽ convert khá là gọi là không được chính xác bằng với lại cái vector magic, cái một cái phần mềm vector magic mà trước đây mình có giới thiệu các bạn rồi á. Rồi đây là chúng ta đã có cái này rồi ha, chúng ta sẽ click vào trong cái hình của chúng ta và chúng ta sẽ chọn là image tree,
Image Tray. Nếu như các bạn nào ở CC05 trở xuống thì nó nằm ở phía trên này ha. Chúng ta sẽ click vào cái, nó sẽ cho chúng ta rất nhiều tùy chọn để chúng ta chỉnh, để chúng ta chọn cái convert của chúng ta sao cho nó phù hợp cái chất lượng, high felicity photo này, low rồi, muốn nhiều màu, 6 màu, 16 màu, chỉ có trắng, chỉ có màu xám thôi, trắng đen này, và những cái kiểu khác nữa. Thì ở đây tùy theo cái hình stock của các bạn đang làm là cái hình nó đặc điểm như thế nào thì chúng ta chọn sao cho nó phù hợp ha. Ví dụ đi, ví dụ như là cái logo là chúng ta là chỉ có màu trắng đen thôi thì ở đây mình sẽ chỉ sử dụng là black and white thôi, để nó convert, nó chỉ tập trung vào hai màu là trắng và đen thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái hình mà nó nhiều màu hơn chẳng hạn thế, thì các bạn có thể sử dụng là hai fidelity photo hoặc là nhiều màu chẳng hạn thế, 16 màu chẳng hạn vậy, thì nó sẽ convert ra cho nó đúng. Thì đây mình sẽ sử dụng là black and white photo. Sau khi chúng ta chọn xong rồi nó sẽ chạy, và sau khi chạy xong rồi thì đây nó đã trở thành vector rồi, khá là nhanh đúng không? Tùy cái mức độ xử lý của máy các bạn nữa, và tùy cái máy của ta, cái hình của chúng ta nữa. Thế có thể thấy như hồi nãy mình zoom vô nó sẽ có cái vùng chuyển, còn bây giờ nó đã là cái vector rồi thì nó hoàn toàn không còn một chút vùng chuyển nào nữa. Thế đây có một vấn đề là khi chúng ta làm như vậy á, khi chúng ta chuyển đi, mặc định cái hình gốc chúng ta là hình JPEG hoặc là hình gì đó, thì ở dưới có thể nó sẽ có những cái gọi là nó có cái nền. Thì đây công việc chúng ta sẽ click vào cái expand để nó chuyển toàn bộ của chúng ta nó thành những cái đường nét riêng, những cái đường khối, những cái đường path riêng ha. Chúng ta click chuột phải và chọn ungroup. Ta có thể chọn những cái vùng ở ngoài, chúng ta delete đi ha, những cái màu trắng này ở phía trong này đó, những cái khối trắng ở phía trong, ví dụ chữ chẳng hạn thế. Rồi này không rồi đó, thì nó cách chúng ta chuyển. Sau khi xong rồi thì chúng ta đã có một cái file AI rồi, khá là đơn giản đúng không? Chúng ta có thể lưu lại AI này, xong rồi cũng có SVG này, cũng có EPS này ha. Ta lưu lại, ví dụ như là mình sẽ lưu nó là AI chẳng hạn thế. Rồi ta lưu lại thì nó sẽ hỏi mình là mình muốn định dạng cái vector này cho cái phiên bản Illustrator cấp mấy trở lên. Tại vì những cái có một số chức năng, có một số cái định dạng ví dụ gradient hay là những cái gì đó, thì những cái phiên bản AI thấp hơn thì nó không hỗ trợ. Thì đây có thể mình để CS3, tại vì đa số những cái tuột của mình là nó toàn là đường nét không thôi đó. Thì để những cái phiên bản cũ người ta có thể mở được, nó không giống Photoshop. Về cá nhân mình có thể nói là nó cùi bắp hơn Photoshop. Mình click OK và mình lưu thôi. Rồi thì ngoài này mình đã có một cái file AI là cái file logo đó. Cái này chúng ta có thể đem là in kích thước lớn bao nhiêu cũng được. Thì đó là cái cách để chúng ta chuyển từ một cái file hình bình thường chuyển thành file vector. Và các bạn cũng đừng trách lý do tại sao cái video này nó hơi dài chút xíu, tại vì các bạn biết mà, đa số những cái người xem trên channel của mình là những người mà chúng ta chỉ biết tới Photoshop thôi. Rồi ok, ở cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert một cái thiết kế ở trên Photoshop làm sao để chúng ta có thể convert, ta chuyển sang thành AI và chúng ta lưu thành dạng vector để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta in những cái kích thước cực kỳ lớn. Ok, bye bye, chào các bạn, đừng quên subscribe ngay phía dưới, nút ngay phía dưới này, và cho mình biết ở những video tiếp theo nữa các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ha. Bye bye và happy new year.